Dù không quá nổi tiếng như những người đồng nghiệp khác đến từ các quốc gia NATO như Strykia, Puma, Piranha, nhưng xe chiến đấu Freccia hay mũi tên của Italia cũng nằm trong danh sách top 10 IFV hàng đầu thế giới. Freccia IFV bắt đầu phục vụ trong quân đội Italy từ năm 2006. Nó là sự kết hợp giữa các hãng chế tạo quân sự hàng đầu của quốc gia hình chiếc ủng như Iveco, Otto Melara. Chính vì thế, không quá ngạc nhiên khi phương tiện này kết hợp giữa khả năng chiến đấu, bảo vệ và tiện nghi cho kíp điều khiển. Xét về tính năng, Freccia IFV không có quá nhiều điểm vượt trội. Xe sử dụng pháo bắn nhanh 25mm có khả năng bắn đạn nổ phá mảnh định tầm để diệt bộ binh. Hỏa lực thứ cấp là 2 súng máy 7,62mm. Để chống lại các phương tiện thiết giáp hạng nặng và lô cốt kiên cố, xe được tích hợp 2 bệ phóng cho tên lửa chống tăng Spike MLRR với tầm bắn lên tới 8km với khả năng tấn công đột nóc. Ngoài ra, xe còn có thể được cấu hình thêm súng cối 60mm đặt trong khoang sau tháp pháo. Giáp bảo vệ của Freccia được kết hợp giữa giáp hộp, vật liệu composite và kết cấu thân V-hull trên khung gầm nặng 28 tấn, giúp xe chống lại được đạn bắn thẳng cỡ 30mm và khả năng kháng mìn, vật nổ tự tạo tới 6kg. Nhờ hệ thống điều khiển tự động hóa, việc vận hành phương tiện chiến đấu chỉ cần 2 người. Trong khoang xe còn có thể chở theo 7 binh sĩ với trang bị đầy đủ cho các nhiệm vụ chiến đấu. Khả năng cơ động chính là một lợi thế mạnh của Freccia IFV. Với động cơ diesel tăng áp 560 mã lực cực tối ưu đặc biệt, phương tiện 8x8 bánh hơi này có khả năng đạt tốc độ tối đa tới 110 km/h và dự trữ hành trình lên tới gần 1.000 km. Đây là con số đáng nể với các phương tiện chiến đấu cùng phân khúc. Trong biên chế quân đội Italia, Freccia IFV đang được sử dụng cho các nhiệm vụ xe trinh sát và phương tiện chống tăng tự hành.